Đời người như dòng sông, dòng sông ấy khi thanh bình yên mát đôi bờ cũng có lúc lại vòng vo quặn mình uốn khúc. Nhưng khi nghĩ mình là sông nhỏ, khi biết mình phải có bổn phận dâng hiến phù sa bồi đắp cho đời như trăm sông tất phải đổ về biển lớn, dòng sông ấy sẽ tạo ra dư ba âm vang, mỗi ngọn nguồn ắt có những câu chuyện thơm thảo hay cay đắng kể lại cho người đời sau. 45 năm đất chuyển, 45 năm biến cải, nhiều chuyện đã khác xưa. Trong hành trình của con chữ, âm thanh và hình ảnh, trong nhịp thời gian đều đặn đổi thay 45 năm qua, cái còn lại suốt bao thế hệ gắn bó đời mình với đài là nỗ lực của chính chúng tôi, những người hạnh phúc được làm cho lịch sử có thể lưu giữ bằng hình ảnh và âm thanh. Chưa thể so sánh về cơ sở vật chất kỹ thuật với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với 11 máy ghi hình Betacam trị giá mỗi chiếc hơn nửa tỷ đồng, 6 bộ dựng, 5 phòng thu lớn nhỏ liên tục sản xuất các chương trình phong phú về thể loại, đã phần nào khẳng định được vị thế của một đài phát thanh truyền hình vốn có truyền thống vượt khó đi lên khi họ tin yêu nghề nghiệp. Ai đâu biết, trong các cánh quân tiến về giải phóng thành phố, không chỉ có súng ống đạn dược, mà còn có cả những bầu nhiệt huyết, quyết tâm dựng xây đời mới bằng tiếng lòng qua làn sóng truyền thanh. Ban đầu, trụ sở cơ quan đặt tạm sau nhà băng 5 sao. Đến ngày 1 tháng 9 năm 1956, chính thức trở thành đài truyền thanh mới về 42 Trần Quang Khải. Chẳng mấy ai qua đào tạo, chỉ có lòng say sưa với nghề, niềm hào hứng chung cùng nhân dân, họ đã bắt nhịp nhanh với cuộc sống, góp thêm niềm tin cho mọi người vào một chính thể mới. Công cuộc dựng xây Hải Phòng chưa được bao lâu, cả thành phố lại phải đối mặt với cuộc kháng chiến chống Mỹ, mà sự khốc liệt còn gấp nhiều lần cuộc chiến đã trải qua. Trong tiếng súng đánh trả quân thù ngày đó, trong lửa đạn khốc liệt của đêm giải thảm, ngày phong tỏa, những bài viết, dòng tin bám sát tình hình lao động, chiến đấu vẫn băng qua chết chóc và đau thương đến với người nghe. Cái bài đó và cái tin đó làm cho mình rất xúc động. Và mình nghĩ rằng phải truyền đạt được những cái nội dung đến quần chúng để người ta bình tĩnh. Và thấy đây là cái bộ máy của cơ quan nhà nước và cái đài phát thanh truyền hình Hải Phòng vẫn còn sống động, vẫn còn thể là truyền đạt những tin tức thắng lợi, rồi những cái phòng chống chiến tranh để đến đối với nhân dân để có một cái lòng tin vững chắc. Và bây giờ thì các cơ sở bám trụ sản xuất về một số ngành công nghiệp vẫn sản xuất tại Hải Phòng, người ta cũng không đi, thì thậm chí có một số nơi khác thì người ta làm ở đào hầm để người ta khi mà hết máy bay thì người ta để đến ta làm. Chỉ những ai đã vượt qua bãi bom hủy diệt Thượng Lý Sở Dầu, từng là nhân chứng của cảnh tượng hàng trăm người phải bỏ mạng trong một đêm 16 tháng 4 năm 1972, mới thấy hết sự dũng cảm, bản lĩnh với nghề của những người lính không quân phục. Với vũ khí là cây bút, chiếc máy ghi âm, họ đã ở ngay trong chiến hào bên ụ pháo để viết tin, ghi nhanh, phát tại chỗ để mừng thắng lợi, cổ vũ chiến đấu. Căn phòng nhỏ này lưu giữ tác phẩm của 45 năm các thế hệ nhà báo đài chúng tôi. Có tư liệu chiến tranh quý hiếm còn sót lại sau bao tháng năm vật đổi sao rời. Có những khoảnh khắc bồng bột say mê mới bước vào nghề. Có trái ngọt của chiêm nghiệm đã chín về đời. Mỗi cuộn phim, thước băng
là một câu chuyện kể. Năm 1985, cơ quan được đổi tên thành Đài Phát thanh và Truyền hình. Truyền hình ra đời, có sức lôi cuốn cả thành phố vào một phương tiện thông tin giải trí mới mẻ, đồng thời mở ra một cơ hội và thách thức mới với chúng tôi. Hải Phòng ngày ấy bừng say khí thế dựng xây, thành phố vươn dài những cánh tay ra biển, hàng ngàn mét đê đình vũ cầm cập đường 14 mở lối cho người Hải Phòng xây đường, làm cống, dựng cầu. Chúng tôi hăm hở đi viết, ghi hình trên mọi nẻo đường quê hương đang biến đổi. Tin tức phát thanh truyền hình cùng báo chí Hải Phòng đã thực sự cổ vũ, thúc đẩy không khí chung của cả một giai đoạn sống động bấy giờ. Phía trước là lũ xoáy, đất dưới chân đê đang sạt từng mảng lớn. Để có những thước phim ghi lại sự kiện này, chúng tôi vẫn phải cầm chắc máy quay, vẫn viết bên những người hộ đê giành giật từ biển từng mét đất. Giữa năm 87-88 cho nên cơ chế quản đương là nó chuyển đổi rất khó khăn, giá cả cứ nhảy vọt một năm lên 6-7 lần, đời sống anh em chật vật lắm, chạy cho nhau đủ bắt ăn hàng ngày cũng là cái chuyện rất khó khăn. Nhưng mà lúc đó đã làm một số việc, đi thi truyền hình toàn quốc đã có những cái thứ hạng huy chương vàng, huy chương bạc đã giành giật được. Mà tôi cho với cái đà đó, nếu mà chúng ta phát triển cho đến hôm nay thì có lẽ là chúng ta trưởng thành lắm. Thế nhưng mà tôi thấy là rất tiếc, có một thời gian hình như các đồng chí, chúng tôi chưa dám khẳng định, nhưng mà chúng tôi nghĩ có lẽ rằng cái trân trọng với quá khứ là chúng ta ít quan tâm. Cho nên là có một số cái phải giải thể. Gần đây thì đã được từng bước phục hồi lại, và các đồng chí làm tôi thấy là khá tốt. Nếu như với cái đà này thì tôi cho rằng đài của chúng ta đấy sẽ lấy lại được cái vị trí, cái thứ hạng không nhất thì chúng ta cũng thứ nhì, thứ ba toàn quốc. Từ tháng 7 năm 1999, được sự giúp đỡ của các chuyên gia Thụy Điển trong chương trình của dự án SIDA, chương trình phát thanh trực tiếp thời sự và âm nhạc ra đời, sau đó mở thêm các chương trình ca nhạc theo yêu cầu Thanh Niên và Hải Phòng Chủ Nhật. Các chương trình giao lưu trực tiếp qua hộp thư, điện thoại nóng đã đưa hơi thở cuộc sống mọi miền tới gần hơn với thính giả tri âm, tạo điều kiện cho nhà báo, phóng viên nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân, đổi mới cách nghĩ, phong cách thể hiện. Điều đó khẳng định rằng không phải làn sóng phát thanh đã trở thành một phương tiện truyền thông cũ, không còn hấp dẫn thính giả, mà vấn đề là người làm phát thanh có thường xuyên đổi mới, sáng tạo, đầu tư tâm sức cho chương trình hay chưa. Đài truyền hình và đài phát thanh rất bổ ích cho chúng tôi. Sáng hôm nào là ngay từ sáng hay là buổi chiều thì từ 5 giờ là chúng tôi thường được nghe cái đài phát thanh của Hải Phòng nói những cái tin của trong thành phố, là những cái công việc và những cái điển hình rất tốt mà giúp cho chúng tôi ở nông thôn, ngoại thành để học tập, và chúng tôi sẽ làm theo những cái gương tốt và người tốt của thành phố. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thời chuyển đổi từ bao cấp sang cơ chế thị trường, nhưng từ cuối năm 1992, toàn bộ chương trình phát thanh Hải Phòng được phát trên máy phát sóng FM công suất 1 kW. Đến phòng truyền dẫn phát sóng hôm nay, mọi người có thể sẽ gặp nhiều gương mặt trẻ trung làm chủ các phương tiện kỹ thuật hiện đại. Sinh ra hồi ấy, người thanh niên này đâu hiểu hết nỗi khốn khó của cha anh mình trong thời truyền thanh kéo dây, đào đất,
dựng cột, mắc loa chủ yếu bằng bàn tay thô nháp và đôi chân trần. Nhưng ngay từ năm 1960, họ đã thực hiện truyền thanh trực tiếp lễ đón Bác và bài nói chuyện của Người với gần 1.000 Việt kiều Thái Lan hồi hương cập cảng Hải Phòng. Dù còn đói cơm rách áo, với đôi tay tài hoa và lòng say mê miệt mài sáng chế, họ đã làm nên truyền thống sáng tạo vượt qua hoàn cảnh, vừa lắp ráp thành công hệ thống tăng âm công suất 5kW đầu tiên ở miền Bắc, đã lại nghiên cứu sản xuất chiếc loa kim 1/4W đi khắp nội ngoại thành được tỉnh bạn ưa dùng. Mỗi chặng đường phát triển của đài có một phần đáng kể của nhiều thế hệ kỹ thuật, những người âm thầm góp công chung sức vì đài. Đội ngũ phóng viên nhà báo của đài chúng tôi ngày nay hầu hết có trình độ đại học, có người thông thạo tới 2 ngoại ngữ, khai thác được thông tin đa dạng, nhiều chiều, đổi mới chất lượng chương trình, đáp ứng yêu cầu nhiều lứa tuổi khán thính giả trong và ngoài Hải Phòng. Trong sự đổi thay cơ bản của đài, không thể không kể đến sự cố gắng của phòng thông tin quảng cáo. Chính từ việc tăng thu cho ngân sách mà đài có thêm kinh phí đầu tư trở lại đổi mới chương trình. Đây là những người nhặt sạn, gọt câu, sửa chữ hàng trăm trang bản thảo, xem hàng chục giờ phim mỗi ngày để sắp xếp bố cục chương trình phát sóng. Nếu không có trách nhiệm với một trang bản thảo còn có nhiều lỗi câu, cách diễn đạt còn chưa trong sáng mà vội bỏ đi cả bài viết, sẽ làm thui chột đi cảm hứng sáng tạo, công lao lặn lội của người mới vào nghề hay một cộng tác viên nhiệt tâm. Giữ cho bản tin thời sự đậm chất cuộc sống cho đài phát thanh truyền hình đúng là tiếng nói của cả Hải Phòng, không thể không nâng niu khuyến khích sự cộng tác của các cộng tác viên, bởi chính họ đã góp sức làm cho chương trình có thông tin nhiều mặt, bản tin đa dạng, phong phú hơn. Được thành lập từ năm 1997, kiện toàn lại và đi vào hoạt động theo cơ chế mới từ tháng 8 năm 2000. Chỉ trong một năm, trung tâm đã vận động lắp đặt thêm 17 hệ thống truyền thanh không dây cho các quận, huyện và thị xã của Hải Phòng. Hẳn ít người hiểu rằng đây là hoạt động nghiệp vụ của một đài huyện, đài xã. Chỉ mới tính đến tháng 4 năm 2001, 10 huyện, quận, thị xã có đài phát sóng phát thanh. Toàn thành phố đến nay có tới 216 đài phát thanh địa phương và 5 trạm phát lại truyền hình. 4 năm trở lại đây được đánh giá là thời kỳ phát triển mạnh nhất của mạng lưới phát thanh truyền hình cơ sở. Do sự nỗ lực của chúng tôi, mà không kể thung xa xóm vắng, ở Hải Phòng có tới 95% người nghe đài, xem truyền hình cập nhật được thông tin. Nói về đài chất phát thanh truyền hình Hải Phòng ấy, thời gian gần đây thì so sánh trước kia là chất lượng ấy, là tiến bộ được rất nhiều. Chúng tôi là một xã ở là vùng sâu vùng xa, ở núi đồi thì nó lắm, mà đường phương tiện thông tin ấy là cũng hạn chế thôi, nhưng này tới đây vừa rồi chúng tôi đã được xem một số chương trình rất là chất lượng cao. Chú ý đài Hải Phòng phát thanh truyền hình Hải Phòng vừa rồi ấy, là cái hệ thống ruồi hoặc là sóng bị ngắt quãng là không còn nữa. Cái thứ hai là độ nét nó trong hơn, trước nạn chương trình là cao hơn, phong phú hơn. Tôi nói cụ thể như vừa qua một số chương trình ca nhạc ở trong nước mà phục vụ ngày 27 tháng 7, rồi một số phim của nước ngoài, phim Số Mệnh, một chương trình khuyến nông mà nói về những khoa học và giáo dục ấy, chúng tôi thấy là ảnh hưởng rất lớn, mà chúng tôi rất tâm đắc cái chuyện này. Ấy, nhiều khi so sánh một số chương trình cũ ấy, trước kia thì người ta xem chương trình VTV3 và cùng cái thời điểm phim ấy, nhưng vừa rồi là chúng tôi là tập trung vào xem phim Hải Phòng hơn. Để nâng cao chất lượng của một cơ quan báo,
để từng thời lượng phát sóng đứng được trong lòng người nghe, người xem, đâu chỉ cần nâng cấp thiết bị, xây nhà, mở xưởng, mà chính là phải làm cho hoạt động của mỗi phòng ban, mỗi cá nhân nhà báo bắt mạch gần gũi, thiết thực với cuộc sống. Những cuộc họp như thế đã mang tính định kỳ của chúng tôi. Đằng sau trang viết khuôn hình, đó là nhân dân, là cuộc sống hai mặt tốt, xấu. Trong ồn ào thời mở cửa, có bao vấn đề uẩn khúc, điều gai góc, nổi cộm dưới vẻ bình nhật thường ngày. Những điều viết ra chỉ có sức thuyết phục khi thật sự mở lòng đón nhận mọi biến động chuyện đời, nhạy cảm và vững vàng để nghĩ suy, đứng về lẽ phải. Một tác phẩm hay không chỉ vì phản ánh được chân sắc hiện thực, mà ở đó gợi mở ra một hướng đi, một cách nghĩ, cách làm mới, hoặc đơn thuần chỉ là một tấm lòng cảm thông với một nghề nghiệp, một số phận cơ cực đó đây mình bắt gặp. Dù chỉ ngắn 5 phút, nhưng để có được phóng sự như đổi nghề, chúng tôi đã phải chăn trở nghĩ suy trước từng biến thái của đời sống bà con vùng đồng biển, tìm cách thể hiện sao cho người xem thấu hiểu. Trong mỗi hạt muối trắng bây giờ, hạt mồ hôi mới làm nên chất mặn. Chúng tôi yêu Hải Phòng, nhưng không chỉ tin, chỉ yêu đằng qua tầm cao thêm của mỗi ngôi nhà. Phải có cả những cái nhìn từ phía sau, cái nhìn ở một góc mới, chỉ ra những gì chưa hoàn thiện, đấu tranh trực diện với cái xấu, cái ác, còn được che phủ hoặc công khai hoành hành. Không giải quyết trực tiếp những bất công mà tác động tới hiện thực bằng sức mạnh của công luận, chúng tôi đã đón nhận hàng ngày cả chục lá thư gửi gắm niềm tin từ bạn nghe đài, xem truyền hình thành phố. Nếu như không có nghiệp vụ của chúng tôi, hẳn người dân thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão vẫn còn phải chứng kiến cảnh tượng này thêm nhiều năm nữa. Khó có thể tin được, bây giờ ở thời bình mà 2 năm qua, 5 gia đình ở đây đã bị lấy mất lối đi như sống trên một ốc đảo ngay giữa quê mình. Từ một lá thư kêu cứu, chúng tôi đã đưa sự việc ra dư luận, khiến các cấp có trách nhiệm không thể né tránh trì hoãn mà phải đưa ra một cách giải quyết hợp lòng dân. Tất cả coi 5 hộ gia đình coi như là được rõ ngõ đi và coi có ngõ đi, thì trước tiên là cảm xúc của gia đình tôi vô cùng là coi như phấn khởi và vui vẻ. Và cũng cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng ơn Đảng và nhà nước coi như là cũng và bên truyền hình cũng đã coi như là có sự quan tâm và coi như là theo dõi, và đến nay là coi như là cũng là 2 năm thì chúng tôi đã được trả lại cái ngõ đi từ trước, trở lại bình thường. Thời đổi mới, liên doanh mở cửa, đâu là lợi ích của người lao động, đâu là tương lai phát triển của doanh nghiệp. Xác định được bản lĩnh nghề nghiệp, vững vàng đứng về phía người lao động đúng lúc, đúng việc, đúng cách, đòi hỏi nhà báo phải có trí tuệ và cái tâm sáng. Ngợi ca bảo vệ cái mới chỉ với nhiệt tình không, đâu phải đã đủ, nếu nhà báo không có tầm cao tri thức đánh giá, nhìn nhận vấn đề. Nếu không thâu nhận suốt một đời lăn lộn với nghề, khắc nhớ mỗi vui buồn của nhà nông, của chính cha mẹ bà con mình trên con đường đi tìm hạt vàng 10, chúng tôi sao có đủ bản lĩnh phản ánh từng biến động chuyện canh nông, đứng về lẽ đúng, xứng đáng làm cầu nối giữa lòng dân, trí tuệ dân với Đảng khi thực hiện khoán sản phẩm trong nông nghiệp Hải Phòng. Con người, máy móc này và ở chính nơi đây, nhiều năm nay các bản tin thời sự hàng ngày đều đặn ra đời, đã có thể nhìn thấy được sự chuyển đổi cơ bản về nội dung phản ánh.
không còn chuyện một bản tin thời sự có tới 3/4 là tin hội họp. Viết cho lứa tuổi nào, dù là cho trẻ em, nhà báo có rung động tinh tế mới tạo ra những tác phẩm hay. Chuyện kể về người thiếu nữ dũng cảm Bùi Thu Nội hy sinh thân mình cứu 4 em nhỏ xúc động hàng trăm trái tim khán giả, bởi chính các nhà báo của tuổi thơ đã truyền đi xúc cảm của mình một cách dung dị mà đầy nghệ thuật. Có thấy cái khổ đau mất mát qua những trận cuồng phong, có từng sờ vào da thấy lạnh, bấm vào bụng quặn đau bởi đói lúc cơ hàn, mới thấy thương lắm miền Trung là một đêm nhạc có nghĩa tình. Nói tình nghĩa không phải vì nhà báo không chỉ là những người phát động tuyên truyền, mà thực sự đã là người biết tổ chức hướng dẫn quần chúng để gom lại cả 100 triệu đồng gửi về miền Trung. Những bài ca tiếng hát vốn chẳng bao giờ vô tình với đồng loại, khi chúng được sử dụng dưới những bàn tay vàng và trái tim nóng, đã từng là hiệu kèn dục lòng người xả thân vì đất nước, nay lại là giai điệu gợi điều nhân, nhắc nhớ khúc ca về bầu và mí. Cùng với sự cổ vũ tuyên truyền cho việc thiện, những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng còn trực tiếp gom góp chăm nuôi 3 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Song song với việc bám sát sự kiện của địa phương, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức các tổ phóng viên phản ánh các sự kiện chính trị lớn của đất nước, tin tức các kỳ đại hội đảng, các cuộc họp quốc hội, đưa các vấn đề nhân dân thành phố quan tâm, thắc mắc trực tiếp tới lãnh đạo đảng và nhà nước. Không có mặt trước khán giả, không ghi danh nhận diện trước cuộc đời, nhưng để tôn vinh những giọng hát quần chúng, niềm vui nhân rộng khắp bầu trời thành phố, xóa nhòa khoảng cách thành thị và nông thôn, mỗi lần truyền hình trực tiếp, chúng tôi phải gấp rút chuẩn bị, tháo gỡ, lắp đặt máy móc, tính toán kỹ lưỡng mọi tình huống trong điều kiện chưa có xe ghi hình lưu động. Trong phút đăng quang của người ca sĩ, rất có thể là ngôi sao thành danh sau này, có trí tuệ, mồ hôi, bao người thầm lặng, lo toan. Thành lập đã từ nhiều năm, nhưng đến tháng 8 năm 2000, xưởng phim mới được củng cố và kiện toàn lại. Bằng sự cố gắng không mệt mỏi của mình trong hơn 1 năm qua, xưởng phim đã cho ra đời nhiều tập phim truyện, tài liệu, mở ra nhiều chương trình khai thác giải trí, tạo thêm sự sinh động, hấp dẫn cho màn hình. Đâu chỉ từ 7 giải báo chí và huy chương từ các tác phẩm giành được trong 1 năm, mà chính là sự ghi nhận công tâm từ phía người xem đã nói lên cách nghĩ, cách làm, cách đầu tư đúng hướng của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Có thể nói rằng là thời gian gần đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã tạo được một cái bước chuyển biến đáng kể về nhiều mặt. Chuyển biến cả về tổ chức bộ máy, về phong cách, lề lối làm việc,
về cái tính chất kế hoạch hóa trong thông tin, sản xuất thêm được nhiều chuyên mục, nhiều chương trình hấp dẫn được người xem truyền hình, người nghe đài. Đặc biệt là cái chương trình thời sự buổi tối, nội dung đã ngày càng phong phú hơn, hấp dẫn hơn và đa dạng hơn, nhiều chiều hơn. Kết cấu chương trình cũng chặt chẽ hơn. Một cái chuyển biến đáng kể mà chúng tôi thấy rằng rất phấn khởi là cái chuyển biến về việc anh em tự sản xuất được nhiều cái phim tài liệu, nhiều phóng sự và nhất là phim truyện. Vừa qua bạn xem truyền hình đã được xem cái bộ phim gần đây nhất do anh em ở đài tự sản xuất là cái phim Nước Mắt Của Biển. Đây là cái phim 4 tập và cái phim dài tập đầu tiên, lần đầu tiên do đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng tự làm. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là những cái chương trình do đài tự sản xuất nó khẳng định cái vị thế của một đài phát thanh truyền hình trong nước, đồng thời cũng nói lên cái đặc thù của cái địa phương ấy. Cho nên là tới đây đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng sẽ tiếp tục phấn đấu để tự sản xuất thêm nhiều chương trình, đặc biệt là phim truyện và phim tài liệu. Và chúng tôi nghĩ rằng là trước cái yêu cầu và cái đòi hỏi của cái tình hình mới thì những cái chuyển biến bước đầu đó nó cũng đáng khích lệ, nhưng mà còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đối với lại đài phát thanh và truyền hình Phòng thì mỗi cán bộ phóng viên đều nhận thức rằng là tất cả mọi cái sự chuyển biến trước hết là bắt nguồn từ cái sự chuyển biến của từng con người. Chuyển biến về phong cách, về lề lối làm việc, về nếp nghĩ, về cách làm. Chuyển biến về nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. Cho nên là đảng ủy, giám đốc, ban giám đốc và các đoàn thể trong cơ quan đã vừa động viên, khích lệ anh em học tập, nâng cao trình độ, vừa tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị để mọi người, để cơ quan có một cái mối đoàn kết chặt chẽ. Đó cũng là cái động lực để thúc đẩy cái sự phát triển của cơ quan. Mặt khác, chúng tôi sẽ tiếp tục tranh thủ cái sự ủng hộ, sự giúp đỡ của thành phố và trung ương để đổi mới thiết bị kỹ thuật. Vừa qua thì đã và đang làm cái thủ tục để năm nay chúng tôi thay và nâng cấp được một cái máy phát sóng FM đối với phát thanh. Và cuối năm nay sẽ có một cái máy phát thanh mới, công suất gấp nhiều lần máy phát thanh cũ. Riêng đối với truyền hình thì hiện nay đã thực hiện được betacam hóa gần như toàn bộ thiết bị sản xuất chương trình và thiết bị truyền dẫn phát sóng. Nhưng với cái xu thế phát triển hiện nay thì chúng tôi đang tính đến một cái khả năng chuyển dần sang thực hiện chuyển sang kỹ thuật số. Đó cũng là cái điều mà phù hợp với cái sự phát triển chung của cái truyền hình trong nước và khu vực. Vừa qua thì nhà nước đã quyết định tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3 cho đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Đây cũng là một cái sự ghi nhận, cái sự đánh giá của đảng và nhà nước, của thành phố, của đảng bộ và nhân dân thành phố đối với cái sự phát triển, cái trưởng thành của đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng. Thì chúng tôi hy vọng rằng là đây là một cái nguồn động viên khích lệ lớn đối với đài, và cán bộ phóng viên của đài sẽ quyết tâm phấn đấu để hoàn thành cái nhiệm vụ mà đảng bộ và nhân dân thành phố giao phó. Dòng sông chẳng thể tự nhìn lại được mình. Khúc vang của thanh âm màu sắc chẳng thể lưu giữ và hiện hữu mãi mãi với thời gian. Nhưng 45 năm qua, 45 năm thăng trầm cùng thế cuộc, sóng gió vất vả cùng nhân dân, chúng tôi, những người công tác ở Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng đã tạo được những khúc ca hay, đồng điệu với những giai đoạn lịch sử đẹp của cuộc đời. Âm vang thời gian còn lại là những vang vọng về một thời đã đến và đi, đã cống hiến hết mình vì nghề nghiệp và nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó. Nhìn nhận lại mình trong suốt hành trình nhiều biến cải, chúng tôi thêm hiểu, chỉ có chung sức đồng lòng, cùng sáng tạo sẻ chia gian khó, chúng tôi mới có ý nghĩa với cuộc đời,
mới xứng đáng là những tiếng lòng của dân, của đảng, của Hải Phòng, thành phố của chúng tôi.